Chứng quyền là gì? Hướng dẫn đầu tư chứng quyền 2021 từ A đến Z cho F0 người mới đầu tư, chứng quyền là gì? Nó chỉ đơn giản là một câu hỏi nhưng trong đó lại chất chứa cả một bầu trời kiến thức về đầu tư tài chính mà các nhà đầu tư buộc phải biết nếu muốn kiếm lời từ thị trường tài chính đầy biến động này. Đọc hết bài viết này, bạn đã có được trong tay kiến thức hữu ích về chứng quyền và những hướng dẫn khá chi tiết để có thể áp dụng ngay vào việc đầu tư của mình. Chứng quyền là gì? Chứng quyền Stock Warren là một loại chứng khoán được phát hành bởi doanh nghiệp cung cấp cho người mua quyền mua cổ phiếu của doanh nghiệp đó trong tương lai tại mức giá đã xác định trước. Ví dụ, công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát phát hành chứng quyền CSPG giá 1,000 đ, chứng quyền kỳ hạn 1 năm người sở chứng chứng quyền này sẽ được mua cổ phiếu HPG với giá 45,000 đ, CP. Điều này có nghĩa rằng bất kể giá cổ phiếu HPG có biến động ra sao thì bạn vẫn có quyền mua cổ phiếu này với mới giá 45. 000 đ, CP, nếu giá cổ phiếu xuống quá thấp dưới 44,000 đ, CP, bạn có thể lựa chọn không thực hiện quyền mua cổ phiếu và chịu lỗ 1,000 đ, chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm là gì, chứng quyền có bảo đảm cân vơ Warren. CW là một loại chứng khoán được phát hành bởi tổ chức tài chính cung cấp cho người mua quyền mua cổ phiếu của một doanh nghiệp cụ thể trong tương lai tại mức giá đã xác định trước. Ví dụ, CW của cổ phiếu HPG là CSPG2016 được công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mã HSC phát hành, khác với chứng quyền được phát hành bởi chính công ty chủ quản. HSC hoàn toàn không có quyền phát hành thêm cổ phiếu HPG để trả cho nhà đầu tư tại thời điểm đáo hạn chứng quyền mua, do đó các công ty tài chính phát hành chứng quyền. Ví dụ, HSC phải xây kho chứng quyền, tức trước khi phát hành họ phải sở hữu một lượng cổ phiếu HPG nhất định để làm tài sản bảo đảm phát hành CW, cách đọc mã chứng quyền có bảo đảm. Như vậy CSPG 2006 có nghĩa là chứng quyền mua có bảo đảm của cổ phiếu HPG được phát hành vào năm 2022. Đợt thứ 6, mỗi khi phát hành chứng quyền, công ty chứng khoán sẽ phải công bố thông tin đầy đủ về loại chứng quyền đó qua bản cáo bạch từ thông tin về doanh nghiệp, kết quả kinh doanh, rủi ro triển vọng, ngoài tìm hiểu thật kỹ về doanh nghiệp trước khi mua CW. Còn một số thông tin khác bạn cần chú ý tới như, tại ngày niêm yết, HPG được giao dịch ở mức khoảng 24,500 đ, CP, nếu bạn nghĩ rằng giá cổ phiếu của HPG sẽ tăng vượt mức 27,500 đ, CP sau 6 tháng nữa thì có thể mua CW cách hoạt động của chứng quyền có bảo đảm về bản chất bạn có thể hiểu đơn giản rằng cw cung cấp cho bạn quyền hưởng giá tranh lệch của cổ phiếu nếu bạn dự đoán rằng giá cổ phiếu tăng thay vì bỏ tiền để mua và sở hữu toàn bộ cổ phiếu cw cung cấp cho bạn quyền hưởng tranh lệch giá của cổ phiếu mà không phải bỏ ra số tiền quá lớn để sở hữu cả cổ phiếu đó đương nhiên nếu sở hữu cw thay vì cổ phiếu bạn sẽ hoàn toàn không được hưởng những quyền lợi của cổ đông như Nhận cổ tức tham dự đại hội cổ đông, quyền bỏ phiếu, những cách ghi nhận lãi, lỗ của chứng quyền có bảo đảm, nếu đang sở hữu CW và có lãi, bạn có thể chốt lời qua hai cách, bán trực tiếp trên sàn, để tới ngày đáo hạn, bán chứng quyền có bảo đảm trực tiếp trên sàn, định giá chứng quyền bằng mô hình Black. Scone, lấy một ví dụ khác, giả sử giá hiện tại ngày 21 tháng 1 năm 2021 của cổ phiếu SBT là 24,000 đ, CP, một chứng quyền có tỷ lệ chuyển đổi 1. Một cho phép nhà đầu tư chuyển đổi thành cổ phiếu tại tháng 4 năm 2021 với mức giá là 16,000đ CP, chúng ta có thể đoán được ngay giá của CW đó chắc chắn sẽ lớn hơn 24,000 không bằng không đ, CW, bởi ngoài giá thị thực tại của CW, bán luôn và thu được không đ, CW, bản thân CW đó mang một giá trị nữa là khả năng tăng giá của cổ phiếu từ thời điểm hiện tại cho tới tháng 6 năm 2021 tam value, tuy nhiên câu hỏi đặt ra là phần lớn hơn không đ, CW đó bao nhiêu mới là hợp lý nếu tình ý bạn sẽ đoán được giá của chứng quyền sẽ phụ thuộc vào một vài yếu tố như giá hiện tại của chứng khoán cơ sở nếu giá hiện tại của sbt càng cao có nghĩa là sau khi chuyển đổi từ cw thành cổ phiếu chúng ta sẽ càng bán được cổ phiếu đó với mức giá cao và có lãi lớn hơn giá thực hiện của chứng quyền có bảo đảm nếu giá thực hiện cw càng thấp có nghĩa rằng chúng ta sẽ càng chuyển đổi được từ cw sang cổ phiếu có giá vốn thấp sau đó sẽ bán được trên sàn với mức giá cao thời gian đáo hạn, càng xa ngày đáo hạn, cổ phiếu càng có cơ hội tăng giá dẫn tới tam value của CW sẽ cao hơn. Dựa trên ý tưởng đó hai nhà toán đọc Black và Scone đã nghiên cứu và cho ra đời mô hình định giá chứng quyền có bảo đảm, bottom line, tóm lại chứng quyền có bảo đảm là sản phẩm chứng khoán mới trên thị trường nên có cực kỳ nhiều hạn chế như chỉ có quyền chọn mua, không cho hoán đổi thành cổ phiếu, thời gian đáo hạn thấp, giá thực hiện, giá bán chứng quyền quá cao có rất nhiều công ty chứng khoán tham gia phát hành cw với giá thực hiện tỷ lệ chuyển đổi khác nhau hơn nữa thanh khoản của loại chứng khoán này rất thấp nên hoàn toàn có khả năng bị tác động với các big boy khiến cw được giao dịch ở vùng giá vô lý trong thời gian dài do đó bạn phải tìm hiểu thật kỹ về các thông tin về cổ phiếu được phát hành cw và tự mình định giá cw cổ phiếu trước khi mua loại chứng khoán này để có thể tạo ra thu nhập thụ động bền vững từ đầu tư chứng khoán